trong cái mô xin chào các bạn, trong cái mô hình vườn của mình á, thì các cây mình hướng tới đó chính là các cây thảo mộc, cây có thể lấy được tinh dầu và có thể làm trà. Thì ở đây cái cây mà mình rất là thích và cũng rất là nhiều người thích ở đây đó chính là cây hoa đậu biếc. Các bạn có biết là cái cấu trúc của một cái lá hoa đậu biếc này giống cái gì không? Cái bông hoa đậu biếc. Đố các bạn đấy nha, câu trả lời sẽ được bật mí vào lần sau. Thì thông thường thì đây mình cũng sẽ cho hoa đậu biếc đeo lên xung quanh phần để cái cành hoa nó đẹp. Hoa thì thông thường hoa đậu biếc khi mình hái thì những bông hoa như này tất nhiên là mình vẫn để một phần thôi, nhưng mà mình không có để nhiều. Còn thông thường thì mình sẽ ngắt những bông hoa đậu biếc mà nó mới chớm nở như thế này, mới nở như thế này thì nó sẽ rất là thơm. Thì một số bạn thì cũng có sử dụng hoa đậu biếc để làm trà. Trong cái hoa đậu biếc này thì nó có rất là nhiều nhóm hợp chất anthocyanin. Thì cái nhóm hợp chất anthocyanin này thì nó làm cho cái hoa đậu biếc nó có cái màu xanh đậm như này, và nó sẽ thay đổi màu theo cái pH của dung dịch. Thì cái đấy hôm sau mình sẽ làm một cái clip giải thích riêng về cái đó cho các bạn. Thì cái anthocyanin này nó là một trong những hợp chất kháng oxy hóa tự nhiên rất là tốt, và hiện nay thì người ta sử dụng nó rất là nhiều để có thể làm thực phẩm chức năng hoặc là làm màu cho thực phẩm, vân vân và vân vân. Đây, cái hoa đậu biếc này.